Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Thiên Dụ Audio. Trước mặt mọi người đây chính là sản phẩm loa LD Mau E5, một dòng thương hiệu đến từ Đức. Thì đối với sản phẩm Mau E5 thì Thiên Dụ bán rất là nhiều rồi. Thì khi mà mọi người mua Mau E5 thì Thiên Dụ sẽ tặng cho mọi người một bộ Micro Echo. Tuy nhiên thì nếu mà mọi người hát chưa Micro Echo chưa đã thì hôm nay sang giới thiệu luôn cho mọi người một combo cấu hình vang số Micro dưới 10 triệu nhưng mà đảm bảo cho mọi người về khả năng là chống hú và giúp cho mọi người có thể dễ dàng hát hơn nữa. Đây combo trước mặt mình đây nè mọi người. Đây là vang số xe sao VS8 nha mọi người. Kết hợp với đó là micro UG9. Combo này dưới 10 triệu và Sang sẽ test thử cho mọi người. Ở đây thì mình sẽ sử dụng rất là đơn giản luôn. Thì giữa micro và vang số thì kết hợp qua một cái cọng dây là 6 ly 6 ly. Và mình sẽ kết nối từ vang số xuống với cái lo qua một sợi dây canon thôi. Rất là đơn giản và mọi người hoàn toàn có thể gói gọn cái combo này hơn nữa trong một cái tủ máy. Nếu mà mọi người có nhu cầu tủ máy này thì Thiên Vũ làm cũng rất là nhiều, mình có giới thiệu trước đó rất là nhiều rồi. Mọi người có thể tham khảo. Rồi bây giờ mình sẽ test thử chất âm của combo này trên sản phẩm lo Mau E5 nha. Ok mọi người, vẫn tiếp tục là màn hình tâm cô của một sản phẩm có thể nói là rất đáng đầu tư cho bộ dàn karaoke của mình. Không hú nha mọi người. Ok mọi người. Với trong lúc này em có một người thế thay, họ cho em nhiều, bên em sớm tối nuốt chiều. Còn anh chỉ là giống như người làm thoát qua, đâu đến tận cùng nhưng vẫn giả vờ hạnh phúc. Vậy chỉ bây giờ tất cả chỉ là giấc mơ, buồn thương hai chờ em đi anh cũng không ngờ. Đành ôi khi nhẹ cô đơn mình anh với em, năm tháng êm đềm yêu em chẳng cần đông đêm. Vậy mà em đã buông tay anh rồi, buồn đau anh không anh thương với trời. Thương thật lòng sao anh nhận lại bằng không, nhìn hoa thay lá như em thay lầu, sao tim anh không được nhớ mong. Ok mọi người, thì vừa rồi thì mình vừa test thử chất âm của một cái bộ combo giá chưa tới 10 triệu nha mọi người. Rất đặc biệt, giá chưa tới 10 triệu nhưng mà chất lượng của nó thì khỏi phải bàn cãi, trong tầm giá thì quá tốt rồi. Kết hợp với sản phẩm loa Mau E5. Thì vừa rồi thì mình có nhờ anh em kỹ thuật có setup cho mình một cái file riêng, đó là cái file revert mình hát. Mình thích hát revert hơn, còn hát echo thì mình không có xài nhiều. Nhưng mà khách hàng nếu mà muốn hát echo để cho dễ hát hơn, nhẹ hơn, ai hát cũng được thì mọi người hoàn toàn có thể yêu cầu. Thiên Vũ sẽ hỗ trợ setup cho mọi người hai file, một file reverb, một file echo để cho mọi người hát. Thì sản phẩm hiện tại đang có sẵn tại Thiên Vũ, 779 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mọi người muốn test thử thì cứ đến sẵn showroom để trải nghiệm. Ok, video của mình đến đây là hết rồi. Nếu mọi người cảm thấy video hay hãy bấm like, subscribe kênh Thiên Vũ. Bye bye mọi người.